Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã dành ít ngày để đi bộ đường dài, câu cá và cắm trại ở Siberia sau khi kết thúc thời gian tự cách ly do tiếp xúc với một số nhân viên thân cận mắc COVID-19. Do phải tự cách ly để đảm bảo sức khỏe cho bản thân cũng như cộng đồng, nên ông đã phải hủy chuyến đi tới Tajikistan để tham dự một hội nghị thượng đỉnh về an ninh và phải bỏ phiếu trực tuyến bầu cử Duma Quốc gia Nga. Tổng thống Putin lâu nay vẫn nổi tiếng là người yêu thể thao. Trước đây, ông đã từng chụp hình cởi trần, đeo kính râm và cưỡi ngựa, hay một lần khác là tham gia hoạt động săn bắn hay lái máy bay chiến đấu. Những hình ảnh công bố cho thấy, lần này ông Putin đang đi bắt cá ở sông, đi bộ qua những đồng cỏ xanh tươi, trò chuyện cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu. Ông Shoigu thường là người bạn đồng hành trong các kỳ nghỉ của ông Putin. Tổng thống Vladimir Putin năm nay 68 tuổi, đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 Sputnik V của Nga. Điện Kremlin thông báo sức khỏe của ông Putin hiện ổn định.